Chào các bạn nhé, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách claim AROP nhận được 200 triệu đồng token Baby Docker Moon Swap nhé. Một số thông tin về đồng token này, số tổng cộng phát hành là 1 triệu thì đã có 592 tài khoản nó được và đã phát sinh 1.503 được giao dịch. Đầu tiên các bạn chỉ cập vào link website claim AROP đã được kênh truy cập website để nhận được phần dưỡng tài khoản nhé. Sau khi đã vào được website thì các bạn làm thứ hai những nhiệm vụ trên website cho mình, nước của các bạn sẽ chắc chắn rồi. Các bạn có thể sử dụng nút copy contract nhanh ở đây. Sau đó các bạn quay sang ví của các bạn, các bạn thêm địa chỉ token là một vào ví giúp mình đây. Ký hiệu token là baby đó. Số token 18. Add token, thêm token nha. Sau khi đặt tiền được địa chỉ token vào ví, các bạn quay trở lại website tamara.net tìm thấy bước 2 nhấp vào link rút gọn để nhận token nha. Rồi, không gì nghĩa là AROP sẽ kết thúc vào 59 rồi nhá. Bạn là theo qua đây AROP nha. Thì ở đây các bạn có thể vào sau 4 nhỏ là 0.05 đây là để mua được token này thôi. Còn nếu các bạn không làm thì các bạn nhấp vào này. Rồi, đó yêu cầu đối ví nhất của bạn nhất theo và nhất cơ đối nha. Khi ra của nó là 0.00124 và đến đây bạn nhấp xác nhận cho mình. Được, giao dịch đang xử tí. Các bạn cố gắng thường xuyên theo dõi website Claim AROP xuất hiện nha. Để cập nhật những dự án biến truy thuận và token mới nhất trên mạng Binance Blockchain. Ngoài ra nếu bạn chưa có tài khoản sàn giao dịch Binance và nhiều sàn khác, các bạn có thể vào đây đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Rồi mình hướng dẫn các bạn cách để claim nhận được 200 triệu đồng token Baby AROP. Các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nhé. Video sẽ được kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.